Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Đó Đây, mỗi chương trình chuyên đàm đạo về tất cả các câu chuyện xung quanh cuộc sống, được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Đánh bạc mà có kiến thức thì sẽ là đầu tư, còn đầu tư mà không có kiến thức thì sẽ như đánh bạc. Đây là câu nói kinh điển của giáo sư toán học người Mỹ Edward Thorp. Có thể nhiều người Việt Nam sẽ cho rằng giáo sư hầu hết toàn mấy ông ngồi bàn giấy nói phét rồi bắt bọn trẻ con học xác suất. Điều này cũng có thể đúng với giáo sư ở Việt Nam. Thế nhưng với riêng giáo sư Edward Thorp thì ngược lại. Edward Thorp hiểu rằng làm giáo sư thì đéo bao giờ có thể giàu được, xong lại còn hay bị cộng đồng mạng chửi là bắt bọn trẻ con lớp 2 học xác suất rồi học toán, chả áp dụng được cái mẹ gì vào thực tế. Giờ có máy tính nó tính cho hết rồi, học toán làm cái mẹ gì cho đau đầu. Chính vì sợ bị chửi như thế mà những lúc rảnh rỗi, ông toàn mò xuống Las Vegas để làm thêm bằng cách áp dụng kiến thức về xác suất thống kê để chơi trò blackjack. Và đây cũng là nơi làm nên tên tuổi của ông, một giáo viên chơi cờ bạc khét tiếng tại Las Vegas. Edward Thorp đã bị rất nhiều các sòng bạc cấm chơi vì họ sợ ông lấy hết tiền của họ. Và từ đó, ông mới lọ mọ tìm hiểu sang thị trường chứng khoán để học hỏi. Và rồi, ông lại vả cho tất cả các bọn ở phố Wall sấp mặt nhờ đống kiến thức toán học của mình. Đến đây, có lẽ nhiều người lại tò mò không hiểu Edward Thorp đã kiếm tiền của bọn sòng bài như thế nào. Cái này thì Edward Thorp cũng đã có chia sẻ trong những cuốn sách mà ông viết ra. Thế nhưng để hiểu một cách cặn kẽ từng ly từng tí một xem ông ấy đã giết bọn nhà cái như thế nào thì thực sự rất khó, bởi vì bố ấy là giáo sư toán học. Còn mình thì ngồi phân biệt tổ hợp với trình hợp trong xác suất thống kê còn đang ngọng, thì tuổi gì để có thể nói chuyện cụ thể với bố ấy, đúng không? Thế nhưng nôm na cách tính xác suất để kiếm tiền của Edward Thorp trong sòng bạc được ông truyền lại cho con cháu như sau. Trước tiên, những anh em nào biết về luật chơi của bộ môn Blackjack rồi thì chờ đợi em một xíu để em giải thích cho tất cả các anh em chưa rõ về luật chơi của bộ môn này. Đại loại, nó là một bộ môn cộng điểm các lá bài, khá giống với cái trò ba cây ở Việt Nam. Thế nhưng điểm số cao nhất của nó là 21 điểm. Ông được rút tối đa 5 lần rồi cộng điểm các lá bài vào với nhau. Nếu điểm lớn hơn nhà cái thì có tiền, còn điểm nhỏ hơn nhà cái thì mất tiền. Nếu tổng các lá bài của ông lớn hơn 21 điểm thì coi như là ông thua. Khi chơi trò chơi này, Edward Thorp đã rút ra quy luật, đó là đầu game bốc được nhiều bài nhỏ thì cuối game xác suất bốc được bài to sẽ cao hơn, lợi thế cao hơn và ngược lại. Phương pháp đếm cũng rất đơn giản, các con bài to như 10, J, Q, K sẽ ứng với số điểm lợi thế là -9, có nghĩa là lợi thế cuối game sẽ bị giảm. Còn các con bài là As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sẽ tương ứng với số điểm cộng 4, tức là lợi thế cuối game sẽ tăng. Qua mỗi lần rút bài thì ông sẽ tính nhẩm tổng điểm lợi thế của tất cả các con bài mà ông đã rút ra, rồi chia cho số lượng bài mà chưa được rút. Nếu giá trị này cao thì tỷ lệ thắng sẽ cao, ông sẽ tăng quy mô đặt cược. Còn nếu giá trị này thấp thì ngược lại, ông sẽ giảm quy mô đặt cược. Với phương pháp này, chúng ta có nhiều hơn 7% lợi thế nếu solo với nhà cái và 1,9% nếu chơi 4 người. Bằng cách sử dụng 10.000 đô la thực hành lý thuyết trên, kết quả thực nghiệm đã chứng minh phương pháp của ông thành công khi ông lãi 11.000 đô la trong duy nhất một ngày cuối tuần. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà ông bị các sòng bạc ở casino đuổi như đuổi tà. Sau khi bị đuổi khỏi các sòng bài casino, Edward Thorp lại chuyển sang một sòng bài khác to hơn, đẳng cấp hơn, đó là phố Wall. Ở đây, ông mở một quỹ có tên là Precinton Newport Partner và cũng nhờ áp dụng tư duy toán học siêu phàm của mình, từ 1,4 triệu đô sau 18 năm, ông đã biến nó thành 273 triệu đô. Và điều đặc biệt ở đây, đó là trong suốt 18 năm đó, chưa có một quỹ nào Thorp bị lỗ, thế mới tài. Quan điểm khi đầu tư của ông là phải suy luận logic theo xác suất, chứ không phải là suy luận theo sách vở. Khi một hiện tượng A xảy ra thì sẽ kéo theo một kết quả B với xác suất là x xì phần trăm. Nếu phần trăm này cao thì có thể xem xét hiện tượng A một cách nghiêm túc. Ví dụ như khi bạn đi tán gái, nếu bạn cầm được tay thì xác suất bạn day được chỗ khác là 70%, thì bạn nên đưa việc cầm tay bạn gái vào danh mục đầu tư của mình. Và cũng chính vì quan điểm cũng như thành tích 18 năm đầu tư không có quý nào thua lỗ mà Thorp còn mạnh dạn chê cả Warren Buffett, một con quỷ hút máu ở phố Wall, rằng ông không đồng ý với cách tiếp cận của Warren Buffett với thị trường chứng khoán. Qua đó, Thorp đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng nếu muốn chê thằng giàu thì trước tiên hãy phải giàu như nó đã. Vâng, và vừa rồi là câu chuyện về một giáo sư toán học, một con bạc khét tiếng ở Las Vegas, một nhà đầu tư vĩ đại tại phố Wall.
Qua câu chuyện về một giáo sư đánh bài khét tiếng trên, mình chỉ muốn truyền tải đến với tất cả các bạn rằng bất kỳ kiến thức nào mà trường học đang dạy bạn cũng đều có thể áp dụng được vào cuộc sống. Chỉ là bạn chưa học đủ sâu để có thể áp dụng được nó, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống mà thôi. Và sau khi xem xong video này, nếu có một thằng nào đó nói với bạn rằng mấy cái môn xác suất hay toán cao cấp học ở năm nhất mai sau ra trường không áp dụng được cái mẹ gì đâu, học làm cái mẹ gì, thì hãy tự tin đấm thẳng vào mồm nó và gửi cho nó cái clip này để nó biết những môn đó áp dụng vào kiếm tiền như thế nào. Xem bói là một văn hóa của Việt Nam mỗi dịp đầu năm. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao thầy bói lại có thể nói đúng như vậy hay không? Đôi khi chả có cái đéo ấy, đặt tờ 5 lít xuống, thầy đọc vanh vách, đéo lệch tí nào. Ông ông, nghe đến đâu thấy đúng đến đấy. Về nhà nghĩ lại nhá, mẹ thấy vẫn đúng. Mà rõ ràng là mình với thầy bói mới gặp nhau lần đầu, thế mới lạ. Để trả lời cho câu hỏi này, các nhà nghiên cứu về tâm lý học đã phải nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều mới có thể giải thích được nó bằng phương pháp khoa học. Và tất nhiên, nếu như bạn là một người đang nửa tin nửa ngờ vào thầy bói thì hãy ngồi lại xem hết video này. Còn nếu bạn là một người tin tưởng tuyệt đối vào thầy bói thì hãy tắt đi luôn cho đỡ tốn thời gian. Vì mỗi người đều có một thứ niềm tin, một quan điểm sống và mình tôn trọng quan điểm đó của bạn. Còn nếu bạn không tin thì các hiệu ứng dưới đây sẽ giải thích cho bạn biết vì sao thầy bói lại nói đúng đến như vậy. Đầu tiên đó là hiệu ứng Barnum. Cái này thì chắc ai cũng biết hoặc đã từng nghe qua. Hiệu ứng này chỉ ra rằng mọi người thường đánh giá rất chính xác những lời mô tả, nhận xét về tính cách của họ. Nhưng thực tế, những mô tả, nhận xét đó cực kỳ chung chung. Kiểu như tháng 1, 2, 3 này, con ra đường là cẩn thận xe cộ đấy nhá. Tháng 4, 5, 6 ấy là cẩn thận về sông nước. Con không? Còn tháng 10, 11, 12, mấy cái tháng cuối năm ấy là cẩn thận về giao dịch nhá con nhá, không là mất tiền đấy. Đấy, ông thấy không? Nó rất chung chung kiểu đó. Ông nó đéo cụ thể một tí nào cả. Bây giờ bảo thầy bói là mẹ mày, ông chỉ cụ thể là con. Ngày nào ông có chỉ được không? Đéo bao giờ chỉ được luôn. Ông nói như thế thì tóm con mẹ nó lại. Là ngày đéo là mày cũng phải cẩn thận. Đấy, thế nó xong. Đúng không? Đấy, thế xong lại còn bắt người ta làm lễ giải hạn để lấy tiền nữa chứ. Để kinh doanh trắng trợn vãi cả đái. Bây giờ giả sử như là cả năm ông không bị cái hạn gì đi chẳng hạn, đúng không? Thì ông sẽ nghĩ là ông giải hạn rồi, thế nên là không còn cái hạn gì nữa, nên là không sao, đúng không? Thế nhưng giả sử như nhá, nếu như tháng 1 ông bị tai nạn xe máy đi chẳng hạn. Đấy, xong bắt đầu là ông đến, ông có gặp thầy, ông hỏi là ôi dồi ôi thầy ơi, thế tại sao mà được giải hạn rồi mà tháng 1 như thầy bảo là con vẫn hạn. Đó, thì kiểu đéo như thầy chẳng nói là đấy, này, ta nói mày biết nhá, đấy là may là mày còn đi giải hạn rồi đấy nhá. Chứ mày mà không giải hạn nhá, mẹ mày chắc giờ này thầy đang phải làm lễ siêu thoát cho mày rồi con ạ. Đấy, ông thấy không? Ông nghĩ thêm mẹ nào thầy bói nó nói cũng đúng luôn. Đéo sai thế nào luôn. Cái hiệu ứng nói nước đôi của thầy bói ấy, trong khoa học người ta gọi là hiệu ứng tiến sĩ Fox. Đây là một thí nghiệm được 3 nhà tâm lý thuê một người là tiến sĩ Fox về giảng dạy cho các bác sĩ, các nhà tâm lý, các nhà hoạt động xã hội một chủ đề có tên là lý thuyết trò chơi toán và ứng dụng vào giảng dạy y học. Tiến sĩ Fox bắt buộc phải giảng dạy bằng cách nói những câu nước đôi và dùng những thuật ngữ mới. Kết quả là các bác sĩ, các nhà tâm lý, các nhà hoạt động xã hội ngồi dưới nghe giảng, ông nào cũng há hốc mẹ mồm, đánh giá rất cao bài giảng của tiến sĩ Fox và cho rằng tiến sĩ Fox giảng hay, hiểu sâu, biết rộng và học được rất nhiều từ bài giảng của ông. Thế nhưng trong tất cả những người ngồi dưới, không ai biết được tiến sĩ Fox thực ra là một thằng diễn viên vớ vẩn và được 3 nhà tâm lý thuê về để chém gió. Và cũng chính nhờ lý thuyết đó mà rất nhiều thầy bói hay những người được mệnh danh là diễn giả có thể đi lừa được người khác nhờ vào cách sử dụng những từ ngữ nghe rất hoành tráng hoặc những câu nói nước đôi. Đó cũng chính là hai hiệu ứng được áp dụng nhiều nhất trong việc xem bói mà các thầy bói hay sử dụng. Ngoài ra còn rất nhiều các hiệu ứng khác nữa như đọc nóng, đọc nguội, hiệu ứng chọn lọc, hiệu ứng mong ước. Câu nghe qua thấy hoành tráng không? Đúng không? Hoành tráng không? Đấy, nhưng thực ra nó chẳng có cái mẹ gì kinh khủng đâu. Lên Google tra một phát ấy là nó ra hết. Kiểu như cái hiệu ứng đọc nguội ấy là cái hiệu ứng nó nói về cách đọc ngôn ngữ cơ thể của thầy bói khi ngồi xem cho khách mà thôi. Nhưng mà tôi phải nói cái ngôn ngữ chuyên ngành thâm sâu thế cho anh em tin được tôi kiểu thầy bói. Hoặc cũng có một cách rất hay nữa mà ông có thể thử nghiệm được hai hiệu ứng này. Đó là việc gặp một bạn nữ nào đó và ngồi xem đường chỉ tay cho bạn ấy, rồi nói với bạn ấy một câu y nguyên như sau. Bạn này là thú vị lắm đây này. Giữa tay bạn có một cái đường chỉ thẳng ấy,
cái đường đấy là đường chỉ số mạnh đấy, không giống như nhiều người khác đâu. Bạn là cái đường này của bạn nó thẳng và trơn lắm. Theo những gì mình học ấy thì điều đó có nghĩa là bạn luôn có thần may mắn ở bên, mà bạn gặp được những cái chuyện tưởng chừng như kiểu không thể ấy, nhưng mà đối với bạn nó vẫn là có thể. Đó, bạn không phải là một kiểu người đi theo đâu. Có nghĩa là nếu như thấy một đám đông nào đang cùng nhau chạy tới một chỗ ấy, thì bạn sẽ không chạy theo họ một cách mù quáng, bạn không? Nhưng mà bạn vẫn muốn biết là vì sao họ đang chạy. Đấy, không tin các ông cứ thử đấy, rồi các ông sẽ thấy mẹ tán gái bằng xem bói ấy, nó là phương pháp cực kỳ hiệu quả. Vâng, và để khép lại video này thì mình chỉ muốn nói với các bạn một điều rằng xem bói suy cho cùng cũng chỉ là một nghề mua bán niềm tin, và bạn là người bỏ tiền ra để mua nó từ các thầy bói. Nhưng quan trọng là bạn bỏ tiền ra để mua những niềm tin tích cực hay niềm tin tiêu cực mà thôi. Đã bao giờ bạn cảm thấy bế tắc khi đi tán gái? Và đã bao giờ bạn cảm thấy mình càng theo đuổi người ta thì người ta càng trốn tránh và xa lánh mình? Thế thì đúng rồi đấy, hãy xem phim hoặc đọc truyện mắt biếc, bạn sẽ thấy một hình ảnh nào đó mà bạn giống ngạn nhân vật chính trong phim. Mắt biếc không giúp bạn tán được gái ngay lập tức, nhưng nó có thể giúp bạn tránh được những sai lầm khi đi tán gái. Cái đặc biệt trong bộ phim này chính là hình ảnh của Hà Lan. Rất nhiều người cho rằng Hà Lan là một mẫu hình đại diện cho con gái thời nay, ham vật chất, giàu sang, dễ đánh mất mình, bỏ ngạn để đi yêu thằng Dũng. Nhưng nếu thử nghĩ sâu hơn một xíu, liệu ông là Hà Lan, ông có yêu thằng Hạn hay không? Một thằng nó nhát đến nỗi nói một câu tỏ tình với Hà Lan thôi, nó còn không dám. Đến bài hát nó sáng tác ra, nó còn đéo dám nhận. Rồi đến đón Hà Lan, lúc đéo nó cũng phải thập thò, không dám công khai. Đàn ông mà mấy cái việc đơn giản như thế mà nó còn đéo dám làm ấy, thì bản lĩnh đéo đâu ra để bảo vệ, che chở cho người mình yêu, đúng không? Cái lý do mà công bảo là Hà Lan ham vật chất, hám tiền nên bỏ ngạn theo Dũng ấy, đó chỉ là cái lý do để ngụy biện cho sự kém cỏi của một thằng đéo có tài, đéo kiếm được tiền và ghen tị với thằng khác thôi. Trong tất cả các nhu cầu của con người trong tháp Maslow á, thì khi người ta đã đủ ăn đủ mặc rồi thì người ta luôn tìm kiếm cái sự an toàn. Và cái sự an toàn đó ấy, thì chỉ có thằng Dũng nó đáp ứng được, chứ thằng Ngạn có đáp ứng được đéo đâu, đúng không? Thằng Dũng nó biết võ nhá, nó biết đánh hẳn con mẹ là ghi ta điện nhá. Và đặc biệt ấy là nó có tiền, ông không? Và tiền ấy nó chính là cái mang lại sự an toàn cho Hà Lan. Cậu đừng ngụy biện là Hà Lan hám tiền ấy. Già trẻ lớn bé, thằng bỏ mẹ nó chả hám tiền, đúng không? Ông ví dụ tôi một thằng nào nó đéo hám tiền ở cái đất này sao nào? Đấy, chỉ có những thằng nó đéo có tiền ấy, nó mới ngụy biện mạnh thôi. Ông, Hà Lan ở đây là Hà Lan cần sự an toàn. Và cái chuyện bỏ ngạn đi theo Dũng ấy, nó là việc làm hoàn toàn chính đáng, đéo có gì là sai ở đây cả. Tiếp đó ấy, đó là việc Dũng nó luôn biết cách đáp ứng được nhu cầu của Hà Lan. Còn thằng Ngạn thì không. Ông, Hà Lan nó luôn tò mò, nó muốn tìm hiểu về những thứ mới lạ trên thành phố, như kiểu là âm nhạc hay các điệu nhảy hay là các địa điểm du lịch. Cái này ấy, thì thằng Dũng nó lại quá rảnh. Đấy, còn thằng Ngạn ấy, thì tư duy của nó chỉ loanh quanh ở cái chợ đo đo thôi. Người ta lớn con mẹ rồi, người ta đang cần sang chảnh. Ông, mà đây vẫn dẫn người ta ra chợ đo đo, đi mua tò he, xong bắt đầu là đi mua mấy cái gài tóc con bướm. Mẹ quê mùa vãi cả đái ra. Tán gái mà không biết nhu cầu của khách hàng thì tôi hỏi ông tán thì mẹ được, đúng không? Đấy ấy, nó cũng chính là lý do mà tại sao Hà Lan nó có đi lấy thằng chồng khác. Thì lý do nó lấy cũng bởi vì là cái thằng đó nó có nét giống thằng Dũng, biết đáp ứng nhu cầu của nó. Chứ đéo bao giờ thấy cái thằng nó lấy ấy, nó là thằng Ngạn được. Thế nên á, khi đi tán gái á, thì điều đầu tiên là hãy thể hiện mình là một thằng có bản lĩnh của đàn ông. Cái kiểu nhút nhát mà vừa đái vừa dòm ấy, thì đéo bao giờ tán được gái cả. Thứ hai ấy, là đừng bao giờ chửi những người phụ nữ như Hà Lan là loại hám tiền. Vì con người luôn luôn muốn tìm kiếm sự an toàn, và tiền là thứ giúp họ đạt được điều đấy. Ông, đấy là lý do hoàn toàn chính đáng, chả có cái mẹ gì sai cả. Chỉ có những thằng nó đéo có tài ấy, nó không làm ra tiền ấy, thì nó mới lấy cái đấy ra để ngụy biện thôi. Thứ ba ấy, đi tán gái mà không biết được nhu cầu của khách hàng ấy, thì cuối cùng cũng chỉ là thằng ô xin chăm con mới nấu cơm cho nó thôi, đéo được cái tác dụng gì khác đâu, ông hiểu không? Và cuối cùng á, là đừng bao giờ lấy một thằng trai đểu như Dũng để làm hình mẫu lý tưởng mình hướng tới. Vì trong mắt mọi người ấy, thằng Dũng nó cũng chỉ là một thằng đã chết, nhưng còn đéo có bàn thờ. Đã bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi rằng tại sao có rất nhiều tấm gương thua lỗ cờ bạc ai cũng biết nhưng người ta vẫn cố đâm đầu vào hay chưa? Để trả lời cho câu hỏi này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng bản chất của việc nghiện cờ bạc là do sự không chắc chắn.
Và chính sự không chắc chắn này nó kích thích vào một cái được gọi là bản chất của con người, đó chính là sự tò mò. Khi bạn không chắc chắn hay bạn đang tò mò về một vấn đề gì đó thì não bộ sẽ tiết ra dopamine hay còn gọi là hormone hạnh phúc. Khi loại hormone này được giải phóng ra với một số lượng lớn thì nó sẽ khiến bạn cảm thấy thích thú, hưng phấn và tràn đầy cảm hứng. Đó cũng chính là nguyên tắc cơ bản của việc các ông đi tán gái hay đi tán trai, luôn phải khiến cho đối phương tò mò về mình. Và khi họ đang tò mò về mình thì có nghĩa trong não của họ đang tiết ra hormone hạnh phúc. Họ càng tò mò về mình thì xác suất mình tán đổ được họ càng cao. Quay trở lại với cờ bạc thì việc họ luôn tò mò thử vận may của mình, xem hôm nay mình đỏ hay đen, sẽ khiến cho não bộ tiết ra dopamine. Và khi chất này nó được tiết ra một cách đều đặn thì họ sẽ trở thành nghiện. Bản chất không phải là họ nghiện cờ bạc mà là do não bộ của họ đang bị nghiện dopamine. Chính vì dopamine là hormone hạnh phúc luôn khiến cho người ta cảm giác hưng phấn, muốn chinh phục, nên các bạn có thể thấy rất nhiều các tay chơi lô đề bình thường thì chả đéo bao giờ đọc sách đọc báo cả, nhưng mà cứ đến chiều ấy là trong tay lúc nào cũng phải có quyển sách Giải Mã Giấc Mơ của tác giả Sống Ở Bờ Đê. Hay như các chuyên gia đánh bóng, cứ đến mùa Euro hay World Cup là ông nào ông đấy đi đâu cũng phải có tờ báo kèm theo để ngâm cứu, trông như bác học. Mấy ông đấy không bao giờ đọc thể loại gì khác mà chỉ đọc những thứ liên quan tới lô đề bóng bánh, vì đơn giản hormone dopamine khiến cho họ luôn muốn chinh phục và tạo cho họ cảm giác hưng phấn hồi hộp. Không tin, bạn có thể chứng minh với những người nghiện đánh đề một bài toán về việc đánh đề càng nhiều thì bạn lỗ càng nhiều như sau. Và bạn thử xem khi họ biết đánh đề là sẽ lỗ rồi thì họ có đánh tiếp hay không. Giả sử ông đánh một con đề 10 cành và xác suất của ông trúng là 1%. Nếu ông trúng thì ông được là 10.000 nhân 70 bằng 700.000. Vậy suy ra ông sẽ lãi 690.000 đồng. Xác suất của ông trúng là 1% nên suy ra xác suất ông trượt là 99%. Và khi ông trượt thì ông lãi là âm 10.000 đồng. Anh em có thể lập bảng phân bố xác suất như sau, nhìn thế này cho nó dễ hiểu. Trong 100 lần đánh, ông sẽ có 1 lần được 690.000, còn 99 lần còn lại là ông sẽ bị mất đi 10.000. Vậy lợi nhuận trung bình ông được sẽ bằng 1 nhân 690.000 cộng 99 nhân với trừ 10.000 và tất cả chia cho 100, và đáp số của nó bằng âm 3.000. Tức là nếu đánh đều tay 10.000 tiền đề một ngày thì trung bình ông sẽ mất 3.000 đồng trên một lượt chơi. Đó là bài toán về đánh đề, và bạn cứ thử ứng dụng với những con nghiện đánh đề xem khi họ biết là đánh đề sẽ lỗ thì họ có đánh hay không. Mình thì mình tin là họ vẫn đánh, vì đánh cờ bạc mà ông nào cũng tỉnh táo tính toán, chiến thắng được cảm xúc như thế thì nó làm tỷ phú hết mẹ rồi, chứ nó không phải bán nhà cắm xe làm cái gì cả. Có thể bạn sẽ bảo, ui giời, cái thời buổi này dân thường nó mới đánh đề, chứ dân chơi là người ta phải đánh lô, ông lô nó mới dễ ăn. Đúng, lô nó dễ trúng hơn đề, nhưng cái quan trọng ấy là lợi nhuận trung bình sau các lần chơi. Nếu bạn đã được học qua môn xác suất thống kê, bạn có thể áp dụng công thức Bernoulli vào để tính. Mỗi một điểm lô, bạn sẽ thấy trung bình bạn mất đi 1.400.000 đồng. Hy vọng sau khi xem xong video này sẽ không có anh em nào dính vào lô đề nữa, vì nó là hành động mà pháp luật không cho phép. Và hai là khi bạn đánh càng nhiều thì xác suất bạn mất càng lớn và chả được lợi lộc gì cả. Thế nên cổ nhân mới có câu thơ: khôn thì đừng đánh lô đề, tiền đi rồi nó đéo về nữa đâu.